Với tinh thần làm việc tranh thủ thời gian, dự án đường dây 110 kV tạo thành mạch kép là xuất tuyến nối từ trạm 110 Phố Cao, trạm 110 kV Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã đưa vào vận hành trước một tháng so với hợp đồng, góp phần đảm bảo cung ứng điện linh hoạt trong mùa nắng nóng năm nay cho các huyện phía nam của tỉnh Hưng Yên. Tổng chiều dài đường dây là trên 35 km với kinh phí xây lắp là trên 250 tỷ đồng. Dự án được khởi công từ tháng 7 năm 2023. Đến nay, sau gần 9 tháng thi công, công trình được đóng điện thử nghiệm trong ngày 25 tháng 4, hoàn thành trước tiến độ 1 tháng. Được biết, chiều dài đường dây truyền tải bên phía Hưng Yên là gần 15 km và bên tỉnh Thái Bình là trên 20 km. Việc xây dựng các đường dây truyền tải thứ hai như thế này sẽ giúp ngành điện linh hoạt ứng phó với phụ tải tăng cục bộ và đặc biệt khi phải sửa chữa lớn hoặc xảy ra sự cố trên một lộ, ngành điện sẽ có thêm phương án truyền tải trên lưới, tránh cắt điện cục bộ.